Okay. Đây là cái mục để mình setup về cái service testing. Mình có thể setup ở trong đây, ở mục service. Thì trong cái mục service này ấy, mình có thể mình để mình add app item, mình chỉnh điều chỉnh cái giá. Mình có thể ấn add new ở đây. Add new ở đây thì mình sẽ đặt tên dịch vụ, ví dụ như là MiniQ Classic. Ok. Thế xong mình sẽ chọn vào cái mục đấy, MiniQ. Thế xong thời gian bao nhiêu thì mình có thể mình chỉnh, ví dụ 45 phút. Sau đấy mình chọn tất cả các cái thợ đều có thể làm được. Ở đây thì sẽ là phần public lên, để mà nó sẽ hiển thị lên trên cái menu cho mình. Và cái này là để mình muốn được bao nhiêu điểm. Thì cái này ví dụ mình để cho giá là 10, là 20 đồng đi. 20 đồng thì tương ứng với 20 điểm, một điểm là một point. Thì nếu mà cái giá này mà nó kiểu mình hay có cái làm neo, mình hay có cái giá này là như kiểu là 20 xong rồi có dấu cộng á, mình có thể tùy chỉnh cái giá được, thì mình ấn tích vào cái này nữa thì nó sẽ có thêm cái tích đấy nữa, mà sẽ có thêm cái kiểu plus nữa, giá 20 plus đó. Sau mình xếp lại là xong. Ngoài ra ấy, thì mình còn có một cách khác nữa để mà mình import cái menu này. Nếu mà mình có nhiều dịch vụ mình muốn làm thì mình có thể mình chọn là export cái service này ra này, để mình chỉnh sửa này. Đó thì nó sẽ lưu lại dưới dạng file Excel. Thì mình sẽ ấn vào đây, mình mở file Excel mình lên. Đó thì mình sẽ nhìn thấy nó sẽ có bốn cột như này. Các anh chị có thể làm như vậy, thì sẽ bấm vào là Nail Enhancement, có thể chọn vào Manicure, chọn mục Turn, chỉnh giá mục Turn này, chỉnh giá mục Price, chỉnh giá mục cái số điểm mà người thợ nhận được á. Nếu mà mình muốn Plus thì mình ấn tích ở đây. Đó thì mình điền xong cái bảng này á, thì mình có thể mình upload được lên trong cái phần mềm. Mình upload lên cái phần mềm thì nó sẽ tự động nó nhập lên cái bảng menu, thì mình nhập ở đây sẽ rất là tiện. Nó sẽ rất là nhanh nếu mà mình có nhiều cái dịch vụ, ví dụ ở đây mình có 80 cái dịch vụ thì mình làm đây rất là tiện. Sau đấy mình sẽ xếp lại. Mình xếp lại đó. Thế thế xong rồi mình upload lên, mình chọn vào import service. Thì xong rồi mình sẽ tìm trong cái đấy là cái bảng menu này. Ở đây mình chọn click vào cái bảng menu đó, xong mình nhấn Open thì nó sẽ import lên. Thì có một cái lưu ý là để mà mình có thể tạo được service thì mình phải có ít nhất một người thợ, mình phải add ít nhất một người thợ vào trong cái mục employee trước. Đó. Thì đấy là mục setup về service.